xóm Nhà Lá, đi, à, đi xóm dân tộc này. Xóm dân tộc Xiêng à. Dân tộc Hơ Mông à. Dân tộc Hơ Mông đã đến nơi. Đây là nhóm dân tộc Hơ Mông. Hơ Mông. Nhớ đâu? Đấy heo kìa. Heo đâu, heo đâu rồi. Đưa đây nè. Có đâu con? Cái này là khu du lịch thác Đắc Mai hả? Ồ, bên dưới đẹp chưa? Quá đẹp chưa? Đó được. Bên nho rừng đây hả? À. Ồ, đây là bông của nó hả? Trái hả? Lối xuống, lối xuống. Bậc bên này xuống dễ hơn nè. Mọi người đến đây ngắm cảnh dã ngoại. Và bên này là tắm.